Pin Venom của Blackpink bị chê khó nghe, concept MV thiếu sáng tạo, Rizzo Rose quá mờ nhạt. Trưa ngày 19 tháng 8 giờ Việt Nam, Blackpink chính thức tái xuất đường đua âm nhạc sau 2 năm vắng bóng với MV Pin Venom. Sau nhiều ngày gây sóng gió với đoạn teaser nhá hàng, giờ đây bốn cô gái nhà YG đã chính thức càn quét làng nhạc thế giới. Pin Venom là ca khúc thuộc thể loại hip-hop kết hợp cùng nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc, mang đậm bản sắc độc đáo của Blackpink như những sản phẩm trước đó như Kill Love, Bomb Bazaar. Bài hát thể hiện sự đối lập giữa Pin và Venom với concept u tối ma mị nhưng không kém phần quyến rũ và nóng bỏng. Sau thành công của những bộ hanbok trong MV How to Like That, trong lần trở lại này, nhóm và ekip đã khéo léo lồng ghép văn hóa Á Đông vào trong MV mới. Bên cạnh tiếng đàn truyền thống Jeomungo, nhóm đưa vào hình ảnh đồng hồ mặt trời truyền thống Abugu cùng những nét chấm phá hiện đại. Đây là một trong những biểu tượng văn hóa và khoa học lớn của triều đại Joseon. Giống như các sản phẩm âm nhạc trước, MV Pin Venom được quay trong studio với bối cảnh lớn, hoành tráng và công phu. Trong MV, bốn thành viên của nhóm không chỉ cuốn hút khiến khán giả bởi phần nghe mà phần nhìn cũng được đầu tư chỉnh chu tỉ mỉ. Tuy nhiên, sản phẩm lần này lại gây nên khá nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người yêu nhạc K-pop tại Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng, dù là nhóm nhạc hoạt động đã lâu, nhưng concept làm MV của Blackpink hoàn toàn không có nhiều sự đổi mới. So với các sản phẩm trước đây, phần MV của Pin Venom không hề có sự đột phá khiến người xem phải wow lên kinh ngạc. Trong khi đó, phần âm nhạc cũng được nhận xét là khó nghe hơn hẳn với các ca khúc trước đây. Kill It Love, Bomb Bazaar, Du 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 đều gây ấn tượng với người nghe nhờ những đoạn drop bắt tai từ lần đầu tiên. Song Pin Venom lại thiên về sự u tối với đoạn drop mang âm thanh bass trầm và vocal background là chính. Chưa hết, nhiều người cho rằng vai trò của Jisoo và Rose trong sản phẩm comeback lần này cực kỳ mờ nhạt. Những đoạn hát của hai thành viên không ấn tượng bằng Lisa và Jennie. Tuy nhiên, vì là màn comeback sau 2 năm vắng bóng, ca khúc hứa hẹn sẽ lập nên những thành tích ấn tượng cho gà cưng nhà YG. Cụ thể, sau khi phát hành bài hát mới, Blackpink liền lập kỷ lục, hiện đang là nghệ sĩ giữ số người xem nhiều thứ 5 trong lịch sử K-pop cho buổi ra mắt video trên YouTube. Theo đó, MV Ice Cream vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 đã đạt được 1.790.000 người cùng lúc tham gia theo dõi màn công chiếu. Theo ghi nhận, tại thời điểm hiện tại, MV Pin Venom của Blackpink được hơn 2.388.000 người cùng lúc tham gia theo dõi màn công chiếu. Như vậy, Pin đã vượt qua hai MV gồm Ice Cream và Permission to Dance của BTS khoảng 2,2 triệu lượt xem, lần lượt nắm giữ vị trí số 4 và số 5 trong danh sách. Tuy nhiên, nhóm nhạc nữ nhà YG vẫn không vượt qua được 3 MV của BTS là Butter 3,95 triệu lượt xem, Last Girl On 3,1 triệu và Dynamite 2,9 triệu. Trước đó, công ty chủ quản YG Entertainment thông báo album phòng thu thứ 2 của Blackpink mang tên Bombing đã chính thức vượt mốc 1,5 triệu bản đặt trước. Đáng chú ý, nhóm nhạc nữ đình đám làm được điều này chỉ trong một tuần đầu tiên thông báo. Số lượng đặt trước này chính là lượng album dự trữ được sản xuất trước khi YG chính thức phát hành album. Con số này sẽ giúp công ty dự đoán nhu cầu của người hâm mộ nhằm tính toán kỹ lưỡng trước khi ra mắt album ngoài thị trường. Với 1,5 triệu bản đặt trước trong một tuần, có vẻ như số lượng album bán ra của Blackpink trong thời gian phát hành sẽ còn khủng hơn nữa. Với việc Bombing được phát hành vào tháng 9 tới, một đại diện từ công ty chủ quản tự tin khẳng định rằng chắc chắn bốn cô gái nhà YG sẽ vượt qua mốc 2 triệu bản album đặt trước. Thậm chí nhóm cũng có khả năng làm nên kỳ tích khi chạm tới mốc 3 triệu bản album, một con số không tưởng đối với các nhóm nhạc nữ K-pop trước đây. Trước đó, để chuẩn bị cho sự trở lại hoành tráng này, công ty quản lý YG Entertainment đã cho ra mắt chiến dịch Pin Venom nhuộm hồng các thành phố lớn trên thế giới. Cụ thể, 7 địa điểm nổi tiếng tại 7 thành phố lớn trên thế giới sẽ được thắp sáng bằng ánh đèn màu hồng vào ngày trở lại của nhóm. Được biết, vào tháng 10 tới, Blackpink sẽ thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lớn nhất trong lịch sử của một nhóm nhạc nữ K-pop. Bắt đầu từ Seoul vào ngày 15 tháng 10, Blackpink sẽ đến Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, Trung Đông, Australia và New Zealand.